Thời khắc quyết định đã đến, chỉ còn một cơ hội duy nhất để ba ứng cử viên chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình. Ba giọng hát, ba cá tính, ba phong cách khác nhau. Ai sẽ trở thành quán quân đầu tiên của Solo cùng Bolero? Hãy cùng theo dõi chặng cuối cùng của chuyến hành trình Solo cùng Bolero mùa đầu tiên, đêm chung kết xếp hạng, phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.